hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia cùng bơi qua sông về nước. Độc đáo những chiếc cầu kéo, cổng ghe, tàu vượt cống đập ở Cà Mau. Hầu tòa vì can tội giết người, bị cáo chẳng những không hề cắn rứt về hành vi phạm tội của mình khi trả lời hội đồng xét xử, mà còn quay sang chửi rủa, đòi giết em vợ ngay tại phiên xét xử. Kính chào quý vị, thưa quý vị, tại tòa bị xét xử vì tội giết người, nhưng bị cáo vẫn đòi giết thêm người khác. Câu chuyện một lần nữa đã dấy lên nỗi trăn trở, vì sao người ta lại máu lạnh tới như vậy? Đây là một nội dung chính sẽ được chúng tôi chia sẻ, bình luận trong ít phút nữa. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Nam Cường và Kim Quý. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam. Thượng tá Lê Tấn Hòa, trưởng công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận vụ việc. Qua công tác nắm tình hình và thông tin do quần chúng nhân dân gần đó cung cấp, tổng số có 42 người nhập cảnh về Việt Nam, trong đó chốt số 21 bắt giữ 40 người. Một người trong quá trình bơi qua sông Bình Kia nhập cảnh về Việt Nam thì bị mất tích, ban đầu xác định là Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 2006, ngụ tỉnh Kon Tum. Một người bảo vệ của casino Rickworld bắt giữ lại, ban đầu xác định là Nguyễn Tuấn Hải, sinh năm 1997, ngụ Gia Lai. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương và công an huyện An Phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích, đồng thời phối hợp với công an huyện An Phú lấy lời khai những người này để làm rõ bản chất của sự việc. Qua điều tra khai thác nhanh, những người này khai nhận đa phần đều là xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới của các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại casino Rickworld thuộc ấp Cheltum, xã Samboapon, huyện Cao Thom, tỉnh Kandan, Campuchia. Trong đó thì một số người trước đó đã làm việc tại casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An, sau đó được chuyển về casino Rickworld. Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên nhóm người này đã thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên về lại Việt Nam. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, hai đối tượng là Dương Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, và đồng bọn là Đào Thị Như Lệ, sinh năm 1979, ngụ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã lấy sổ đỏ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng. Theo cáo trạng, trong năm 2020, đối tượng Anh lúc đó là nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã lợi dụng quyền hạn của mình, lấy 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp làm thủ tục tại chi nhánh đưa cho đối tượng Lệ. Sau đó, Lệ đã sử dụng các giấy chứng nhận này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 41,4 tỷ đồng. Xét thấy các hành vi vi phạm của hai bị cáo gây hậu quả rất nghiêm trọng, hội đồng xét xử tuyên phạt đối tượng Dương Thị Ngọc Anh 5 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Riêng đối tượng Đào Thị Như Lệ bị tuyên phạt 3 tội gồm lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm giả con dấu tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hình phạt chung là tù chung thân, buộc đối tượng Lệ phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và phạt bổ sung 100 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 19 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn tạm giam là 20 ngày, như vậy đây là lần thứ hai bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn thời gian tạm giam. Trước đó ngày 22 tháng 6, Viện kiểm sát nhân dân thành phố cũng đã từng gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra tháng 3 năm 2021, bà Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng Internet. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng, làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân.
Quá trình điều tra, bà Hằng khai các thông tin mà bà phát ngôn về các cá nhân là đọc ở trên mạng, trên báo hay là nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Cơ quan điều tra nhận định bà Hằng được nhiều người biết, theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về những chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay sẽ bàn về câu chuyện cái thiện và cái ác thông qua một câu chuyện làm rúng động dư luận trong thời gian gần đây. Ngày 28 tháng 5 năm 2022, do mâu thuẫn với gia đình bên vợ, Đoàn Minh Hải đã ra tay sát hại cha vợ, mẹ vợ và vợ mình, đồng thời còn đi tìm giết em vợ mà không gặp. Sau đó Hải đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh rồi bị bắt. Vâng ạ, và vụ án mạng này đã gây chấn động cả nước vì mức độ dã man, nhất là khi hung thủ được xác định là con rể của gia đình nạn nhân. Sáng ngày 12 tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Minh Hải về tội giết người vì đã giết chết 3 người trong gia đình vợ cũ. Khi được dẫn giải vào phiên tòa, bị cáo Hải liên tục chửi bới, la hét khi nhìn thấy anh Nguyễn Hiền, em vợ cũ của Hải đến tòa dự với tư cách đại diện người bị hại. Tại đây, Hải liên tục đòi giết chết anh Hiền. Khi được hội đồng xét xử hỏi về hành vi phạm tội, Hải tỏ ra khá bình tĩnh trả lời. Hải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hải nói, bị cáo không dây dứt gì hết. Khi ra tay, bị cáo biết chắc chắn tụi nó sẽ chết. Bị cáo chắc chắn không bao giờ hối hận việc mình làm. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng, trong quá trình phạm tội, bị cáo không tỏ ra ăn năn, dây dứt về hành vi giết người mà còn la lối, đòi giết em vợ cũ. Bị cáo không còn khả năng giáo dục, sửa đổi, cần loại khỏi đời sống xã hội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị tòa tuyên bị cáo Hải mức án tử hình. Khi hội đồng xét xử hỏi có lời sau cùng gì không, Hải nói, lời sau cùng của tôi trước tòa là nếu có tử hình 10 lần, tôi vẫn muốn giết Nguyễn Hiền cho được. Sau khi áp dụng các hình thức tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên án tử hình Đoàn Minh Hải về tội giết người. Thưa quý vị, án tử hình cho bị cáo là xác đáng, song vẫn khiến cho dư luận chưa thôi dây dứt. Vì sao mà người ta lại máu lạnh đến như vậy? Tại sao dễ dàng lấy nỗi căm tức của mình đổi lấy sinh mạng của những 3 người không một chút cắn rứt lương tâm? Chắc chắn là nhiều người trong chúng ta đã từng đọc hay nghe thấy câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Câu này có nghĩa là con người lúc sinh ra đã có tính thiện. Thiện và ác là hai phạm trù của nhân cách. Nó tồn tại song song trong con người, trong xã hội và luôn triệt tiêu lẫn nhau. Đó là sự đấu tranh của hai mặt đối lập. Dạ vâng ạ. Và có thể thấy là trong xã hội hiện đại của chúng ta, dù văn minh đến mấy thì cái xấu, cái ác vẫn không biến mất hoàn toàn, thưa quý vị. Về cơ bản thì cái ác đang bị cái thiện lấn át, bị các thiết chế pháp luật trói buộc, điều chỉnh nên là nó ẩn mình. Nhưng dù vậy thì cái ác có thể nảy sinh bất cứ lúc nào. Cách thức thực hiện và mức độ tội ác có thể khác nhau, nhưng mà tựu trung thì đều là bất lương và thường liên quan đến môi trường sống. Chúng ta hãy thử phân tích một vụ sinh điểu xảy ra mới đây ở Bình Dương. Một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí ập đến một điểm bán bánh trung thu và đập phá, vừa gom hàng vừa lớn tiếng đe dọa. Nó chủ tiệm là cho anh Ti Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về biếu người ta. Và anh Ti Thủ Dầu Một sau đó đã bị công an địa phương bắt cùng một số đồng bọn về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, những đối tượng này sống tại địa phương, không nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, và lúc bị bắt, tất cả đều dương tính với chất ma túy. Dù giá trị của 5 hộp bánh trung thu là không cao, song các đối tượng này vẫn cưỡng đoạt. Và dù biết hành vi này là phạm pháp nhưng chúng vẫn ra tay. Tại sao? Có phải vì một phần là do nhàn cư vi bất thiện và một phần vì coi thường luật pháp hay không? Có lẽ đã xưng hùng xưng bá trong thời gian dài mà không bị sợ gáy nên là chúng chẳng biết sợ. Việc mà cơ quan công an mạnh tay bắt giữ nhóm này không chỉ để xử lý những đối tượng trực tiếp vi phạm pháp luật mà còn có tác dụng ngăn đe cái xấu. Cái ác đang chực chờ trỗi dậy, đồng thời truyền đi thông điệp cứng rắn về sống thượng tôn pháp luật. Vâng, những chuyện như thế khiến chúng ta khó có thể nghĩ rằng một khi xã hội thịnh vượng thì cái xấu, cái ác sẽ không còn, mà ngược lại, nó có thể biến tướng đa dạng hình thức hơn trước. Do vậy, cuộc sống sẽ văn minh, an toàn khi được xây đắp, bảo vệ bằng hệ thống pháp luật chặt chẽ, nhân đạo và được thực thi nghiêm minh. Cùng với đó thì nếp sống thiện lành phải là dòng chảy chủ lưu dẫn dắt xã hội.
Và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về tuyên vận động hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Lại thêm những ca tử vong mới do sốt xuất huyết gây ra. Điều này cảnh báo người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Sốt xuất huyết là bệnh có khả năng gây tử vong nếu không được chẩn đoán và được điều trị kịp thời. Dạ vâng ạ. Và ghi nhận ở khu vực miền Bắc, tính đến thời điểm này thì đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Tuy nhiên thì những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, trong đó thì Hà Nội gần 500 ca mắc. Và trước diễn biến mới và phức tạp của dịch, y tế và chính quyền đã giám sát và xử lý như thế nào để có thể ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng? Mời quý vị cùng theo dõi. 3 ổ dịch sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội, trong đó 2 ổ dịch tại xã Hương Ngãi với 6 ca bệnh. Đây là ổ dịch được đánh giá có nguy cơ cao, vì vậy, ngay khi xuất hiện liên tiếp các ca bệnh, y tế cơ sở đã giám sát, xử lý môi trường trên địa bàn. Cái ổ dịch đang hoạt động ở thôn 4, thôn 5 thì cái chỉ số BI của chúng tôi cũng là dưới 20, nhưng vì có bệnh nhân sốt xuất huyết cho nên là chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt để mà thực hiện cái công tác phòng chống dịch ở tại khu vực. Bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh do điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Tại quận Đống Đa, tuần qua đã ghi nhận 13 ca mắc tại 8 trên 21 phường, tổng số ca mắc cộng đồng là 63 ca với 5 ổ dịch. Với những ổ bọ gậy được tìm thấy như thế này thì cho thấy nguy cơ sốt xuất huyết trong cộng đồng vẫn rất cao. Cái việc giám sát và xử lý sớm rất là quan trọng, bởi vì là khi mà mình giám sát và xử lý sớm mình thì là sẽ, nhất là các cái ổ bọ gậy thì là chậm, tức là không xuất hiện các cái muỗi trưởng thành, và muỗi trưởng thành là nguy cơ chắc chắn là gây sốt xuất huyết. Hiện các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đang tích cực tuyên truyền, giám sát tại cộng đồng, huy động các hộ gia đình tự giác chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại hộ gia đình, nơi công cộng, nơi làm việc để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại huyện biên giới Hồng Ngự, thời điểm này nước lũ đã tràn đồng. Đây cũng là thời điểm người dân vùng đầu nguồn có thêm nguồn thu nhập với đa dạng hình thức đánh bắt. Trong đó phải kể đến nghề bắt ốc trên cánh đồng khi nước mới tràn đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Vâng ạ, và ngay bây giờ mời tất cả quý vị hãy cùng trải nghiệm lội nước vớt ốc mùa nước lũ cùng với bà con địa phương. Tại cánh đồng ngập lũ ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người dân tranh thủ lội nước trên cánh đồng ngập lũ vớt ốc, trong đó chủ yếu là ốc bưu vàng, về bán lại làm thức ăn cho các hộ nuôi lươn thương phẩm. Dụng cụ để bắt ốc rất đơn giản, chỉ cần một cây vợt và dụng cụ đựng ốc là người dân có thể kiếm thêm thu nhập từ nghề này. Sau khi thu hoạch lúa, lượng ốc bưu vàng trên đất lúa còn rất nhiều, thế nên khi nước lũ tràn vào, ốc bưu vàng bị dòng nước cuốn theo, nổi lên đênh trên mặt nước, người dân chỉ cần dùng vợt vớt ốc mang về. Theo nhiều nông dân cho biết, nếu chịu khó, mỗi người có thể vớt được từ 20 đến 30 kg ốc bưu vàng một ngày. Giá ốc bưu vàng chỉ dao động từ 3 đến 4.000 đồng một ký, nhưng bù lại thời điểm này, người dân vớt được nhiều nên cũng mang lại thu nhập đáng kể. Việc bắt ốc bưu vàng vào mùa nước nổi không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân mà còn giúp cho nông dân trồng lúa hạn chế thất thoát chi phí do lúa bị ốc bưu vàng cắn phá trong vụ canh tác sau lũ. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với Cà Mau để khám phá những chiếc cầu kéo vô cùng đặc biệt. Gọi là cầu nhưng không có tay vịn, không trụ mà lại có đường ray. Không rõ xuất hiện từ khi nào, nhưng hàng chục năm qua, chiếc cầu kéo đã trở thành phương tiện cần thiết để cổng ghe tàu vượt qua cống, đập. Trong dự án quy hoạch xây dựng vùng ngọt hóa ở huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, tỉnh đã đặt nhiều cống, đập ngăn mặn. Để các phương tiện lưu thông dễ dàng, người dân vùng sông nước đã sáng chế ra công trình thủy lợi mang tên cầu kéo. Ông Mai Văn Sĩ, một chủ cầu kéo tại ấp Trạch Ruộng, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời cho biết. Trước đây cầu kéo rất thô sơ, người dân thường dùng trồng trọc để kéo nhưng rất tốn sức và dễ gặp tai nạn vì khó kiểm soát tốc độ kéo thả. Nhiều năm sau đó, khi cơ giới hóa phát triển, mọi người mới sắm máy móc để tời, kéo, ít tốn sức và hiệu quả hơn. Mình quay như vậy thì kéo sức nặng nó 12 tấn trở lại. Cây thì bị gì ở đây, xuồng ghe nhỏ cũng không có làm đồ lớn, cây thì cây cũng xẻ ra làm hai, nhưng những làm cây nó để nguyên khúc, nguyên cây gỗ thì nó kéo đồ nặng 15-20 tấn nó kéo được. Cách cầu kéo của ông Sĩ khoảng 5 km hướng về xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời là cầu kéo Rạch Lùm do ông Lê Minh Liệt quản lý. Ông Liệt cho biết
Vào mùa mưa, các cổng thủy lợi đều mở cửa nên người dân tranh nhau đi qua cổng để tiết kiệm chi phí. Riêng các tháng nắng, cổng được đóng lại để ngăn mặn, đó là lúc người dân cầu kéo bội thu. Nhưng đó là chuyện của 6 đến 7 năm trước, còn giờ thì ai thầu cầu kéo chỉ ôm nợ vì lỗ. Chi phí tăng nhưng phương tiện qua cầu ngày càng ít, thu nhập mỗi ngày vài trăm ngàn đồng chẳng đủ chi phí nhân công, xăng dầu bỏ ra. Nhiều người bỏ cầu kéo đổi sang nghề khác hoặc đi làm công nhân. Chỉ còn một số ít chủ cầu kéo tiếp tục bám trụ vì đã sống hơn chục năm với chiếc cầu này rồi, không nỡ bỏ. Và bây giờ là những sự việc, những câu chuyện gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, người đàn ông đến từ Mỹ đã phá kỷ lục vô cùng kỳ lạ, trở thành người dùng mũi đẩy một hạt đậu phộng lên núi nhanh nhất từ trước đến nay. Đây chắc hẳn là một trong những kỷ lục kỳ quặc nhất thế giới. Anh Bob Salem, 53 tuổi, đã lên đến đỉnh Pikes Peak ở Colorado sau 7 ngày nỗ lực thực hiện kỷ lục. Kỷ lục thế giới trước đó là 8 ngày. Bob Salem đeo một dụng cụ ở trên mặt có phần mũi nhọn dài, sau đó tìm mọi cách để đưa một hạt đậu phộng lên trên đỉnh núi. Giải thích về mặt kỹ thuật, Bob Salem cho rằng không có gì đặc biệt hay bí quyết riêng. Anh chỉ cố gắng đưa hạt đậu phộng lên đỉnh núi và thường cố gắng thực hiện vào ban đêm để tránh cái nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Người đầu tiên đạt được kỳ tích này đó chính là Bill Williams, người đàn ông đẩy một hạt đậu phộng lên núi ở Mỹ vào năm 1929 và giành chiến thắng, phần thưởng là $500. Cũng tại nước Mỹ, mới đây đông đảo người dân đã kéo đến bang Maryland để theo dõi cuộc đua xe đạp cổ với phần bánh trước to hơn bánh sau. Sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, giải đua có 102 này đã được tổ chức trở lại, mang đến không khí sôi động của mùa hè tại xứ sở cờ hoa. Cuộc đua có sự tham gia của 40 tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới. Đồng hành cùng với họ là những chiếc xe đạp Penny Farthing, hay còn gọi là xe đạp bánh to. Chiến thắng chung cuộc năm nay thuộc về tay đua đến từ Thụy Điển, Per Olof Kippel. Ngoài những chiếc xe kiểu dáng cổ, trong giải đua năm nay còn có sự xuất hiện của những mẫu xe đã được cải tiến lại, mang hơi thở hiện đại hơn. Penny Farthing từng rất thời thượng ở châu Âu vào giai đoạn thế kỷ 19. Ngày nay, loại xe đạp này vẫn được nhiều người yêu thích từ những người đam mê xe đạp cổ khắp thế giới. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tại Bình Dương, mâu thuẫn khi chuyển làn, tài xế ô tô lấy rựa dọa chém đối phương. Chuyên mục chuyện ngày mới, nữ huấn luyện viên karate dành 25 năm dạy những học sinh đặc biệt. Tiếp theo sau đây là cụm tin nóng, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Mới đây, một đoạn video clip do camera nhà dân ghi lại cho thấy một con chó pitbull không rõ mõm đi lang thang vô nhà dân. Con chó sau đó đã tấn công con chó của chủ nhà, khiến ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của vụ việc. Theo đó, con chó của chủ nhà đang nằm ngủ, còn con chó pitbull thì đi lang thang vào nhà. Sau đó tiến lại gần vị trí con chó của chủ nhà. Bất ngờ pitbull tấn công. Chứng kiến vụ việc, mọi người đã tìm mọi cách như dùng cây, tạt nước nhưng không có tác dụng. Thậm chí chủ chó pitbull mang dây tới xích lại cũng không thể làm gì hơn. Hậu quả con chó chủ nhà bị cắn chết tại chỗ. May mắn trong tình huống trên không có thương vong về người. Đã rất nhiều vụ nghiêm trọng từ chó pitbull. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều chủ chó còn quá thờ ơ, chủ quan. Theo các quy định hiện hành, khi dắt chó ra nơi công cộng thì chó phải được đeo rọ mõm, được xích giữ và có người dắt. Trong trường hợp để chó cắn người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ngoài phải chi trả các chi phí điều trị, chủ nuôi chó còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhìn những hình ảnh vừa rồi mà kinh hãi thật sự phải không anh Nam Cường? Và thưa quý vị, nếu như nạn nhân không phải là một con chó cỏ mà là một đứa trẻ thì không biết là hậu quả sẽ nặng nề như thế nào. Và Kim Quý cho rằng chúng ta cần phải siết chặt hơn nữa quy định về việc nuôi các loại chó dữ để không còn những cái chết thương tâm xảy ra. Vâng, xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, trong quá trình lưu thông trên đường, hai tài xế đã xảy ra mâu thuẫn khi chuyển làn. Một người sau đó đã chặn đầu xe người còn lại và lấy cây rựa đe dọa. Sự việc xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vụ việc được xác định xảy ra trên đường ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai tài xế xe ô tô xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chuyển làn di chuyển trên đường từ trạm thu phí Suối Giữa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đang nói chỉ là tình huống nhỏ, tuy nhiên sau đó, một xe ô tô đã vượt lên chặn đầu xe đối phương.
Người tài xế khoảng 35 tuổi đã rút cây nhựa xuống, cùng phụ nữ liên tục chửi bới tài xế tên TN. Không chỉ vậy, nam tài xế còn liên tục hăm dọa. Vụ việc xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng. Người dân xem video bày tỏ thái độ không đồng tình trước cách ứng xử thiếu văn minh và có biểu hiện gây rối trật tự ở trên đường của nam tài xế. Được biết, hiện lực lượng chức năng ở Bình Dương đã nắm thông tin vụ việc, đang tiến hành xác minh xử lý. Quý vị thân mến, chương mục Chuyện Ngày Mới ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt. Đó là nữ huấn luyện viên karate Nguyễn Phước Ngọc Diệp, sinh năm 1983, sống ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngoài công việc chính tại một nhà xuất bản và làm huấn luyện viên dạy karate cho các trường học, cô Diệp còn được biết đến với vai trò là giáo viên dạy các môn toán, hóa cho nhiều em học sinh đặc biệt. Vâng ạ, đó chính là những em học sinh khuyết tật hay là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bằng tình yêu và sự tâm huyết của mình, đến nay thì cô Ngọc Diệp đã truyền đạt kiến thức cho hơn 500 em. Vậy thì bí quyết nào đã giúp cho cô giáo tay ngang này có thể dẫn dắt các em học sinh đặc biệt ấy nên người? Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ cô giáo giàu lòng yêu thương này qua phóng sự sau đây. Cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp sống ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bắt đầu sự nghiệp dạy học từ năm 13 tuổi. Thế nhưng đến nay, cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp đã có hơn 25 năm đồng hành cùng với 500 học sinh đặc biệt như khuyết tật, học lực kém, bố mẹ chia tay, nạn nhân của bạo lực gia đình, học sinh cá biệt. Trong số những em được cô Diệp dạy dỗ, có gần 100 em đổ vào các trường cấp 3 công lập, các trường cao đẳng, đại học. Có nhiều em hiện đang là du học sinh, không ít người đã có ngành nghề ổn định. Khi mình học cấp 2 là mình có học lớp chuyên chọn toán, nên là cũng được các thầy các cô hướng dẫn cái cách tự đọc sách ở nhà, tự nghiên cứu và tự lên một cái chương trình hoặc là một cái giáo án hay là như thế nào đó để dạy cho các em. Thế còn việc mà dạy các bé thì mỗi bạn mình đều đánh giá là các bạn đều có một cái khả năng và năng lực khác nhau. Nên là mình cũng tự hoàn thiện mình bằng cách là tiếp xúc với các bạn để cho mình cảm nhận được là các bạn ấy mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào. Thì mình sẽ giúp các bạn ấy. Lớp học không dùng bảng đen phấn trắng, mà điều đặc biệt là cô Diệp giảng dạy trực tiếp cho từng bạn. Không chỉ dạy các môn toán hóa, cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp còn dạy các em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, đồng thời cho các em luyện tập thể thao để giúp cho các em giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ học dài. Tính đến thời điểm bây giờ thì em đã học cô Diệp được 4 năm rồi, và mặc dù là nhà em cách xa cô Diệp cũng khoảng đến 10 cây số, nhưng mà thực sự là dù có khó khăn thì em vẫn muốn xuống đi học cô Diệp. Cô xuống đây cô không những dạy em về bài vở mà còn về những kỹ năng sống và những bài học khác trong cuộc sống, nên là em rất thích học cô Diệp. Ví dụ như công thức nấu ăn cô dạy cho mình, hoặc là những cái cách xử lý tình huống khẩn cấp. Cô Diệp có một cách nói chuyện rất là cuốn hút và cô rất là biết cách để làm bạn với cả lứa tuổi của bọn em. Vào những thời điểm gần kề với các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, mỗi ngày cô Diệp đều duy trì hai lớp học, một lớp cho các học sinh tại ngõ 102 Lò Đúc vào buổi chiều hàng ngày. Lớp học còn lại là buổi tối dành cho các bạn học sinh đang ôn thi tại nhà của mình. Cứ thế, mỗi khi xong việc ở cơ quan, cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp lại vội vàng về nhà chào đón các em. Ở lớp mình ấy, thì các bạn ấy sẽ học chung hết với nhau, kể cả những bạn chậm tiến, kể cả những bạn tự kỷ nhẹ hay những bạn bình thường đều học với nhau, bởi vì mình không muốn chia những cái bạn mà bị tự kỷ hay là chậm tiến đấy trở thành những cái bạn đặc biệt. Bí quyết lớn nhất đầu tiên ấy, đấy là mình phải yêu thương các bạn một cách chân thành, thì tự các bạn ấy cũng sẽ cảm nhận được cái sự chân thành đó và sẽ nghe lời, sẽ làm việc theo như cái hợp tác giữa hai cô trò với nhau. Mỗi em học sinh có học lực, khả năng tiếp thu khác nhau, nên cô Diệp đã kiên trì và chịu khó tìm tòi phương pháp giáo dục phù hợp với từng em, đồng thời truyền lửa và động viên để các em thích thú với việc học tập và sẽ tiếp thu nhanh hơn. Và đó cũng là bí quyết để cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp sử dụng trong suốt 25 năm đồng hành cùng các em học sinh đặc biệt.
Thưa quý vị, bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng nhiệt thành, cô Nguyễn Phước Ngọc Diệp đã dẫn dắt nhiều thế hệ học trò có hoàn cảnh đặc biệt nên người và có ích cho xã hội. Dù làm việc với một cường độ cao, đôi khi là lên tới 16 tiếng mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ cô Diệp cảm thấy mệt mỏi vì động lực đó là tình yêu đối với học trò của mình. Đúng như vậy. Và với quan điểm giáo dục luôn lấy học sinh làm trung tâm và đồng hành với học sinh bất kỳ hoàn cảnh nào, những lớp học không bảng, không phấn, không cả giáo trình của cô vẫn cứ được duy trì bền bỉ suốt những năm qua để giúp bao đứa trẻ nên người và trở thành người có ích. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay xin được phép khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Xin chào và hẹn gặp lại.